Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thế giới nghiêng. Trong một khoảng thời gian rất dài, Hoa Kỳ và các đồng minh đã không chú ý lắng nghe cảnh báo từ Nga. Tuy nhiên kể từ giờ, họ sẽ bắt buộc hiểu đối thủ của mình đang nghĩ gì, hay nói cách khác là phải tìm hiểu tư duy chiến lược của tổng thống Vladimir Putin. Sau đây sẽ là 10 sự thật phương Tây phải hiểu trước khi nói chuyện với nhà lãnh đạo của Nga. Sự thật thứ nhất, Putin tự mình đưa ra mọi quyết định cơ bản dựa trên năng lực chuyên môn và ý thức trách nhiệm của bản thân. Một ví dụ rõ ràng về điều này là bài phát biểu của Tổng thống Nga tại Bộ Ngoại giao nước này vào ngày 14 tháng 6. Trong đó, ông đã phát thảo những điều khoản quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga và tầm nhìn của ông về việc hình thành một trật tự quốc tế mới. Hầu hết những người tham gia cuộc họp đều mong đợi vị nguyên thủ quốc gia này sẽ phát biểu không quá nửa giờ. Nhưng trên thực tế, Putin đã phát biểu gần 80 phút về các luận điểm mà ông đã tự biên soạn. Sau đó, ông đã giải thích lại với các nhà báo. Sự thật thứ hai đó là nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho đất nước và bảo vệ người Nga và người nói tiếng Nga tại Ukraine là con đường mà Putin đã lựa chọn kể từ năm 2014. Đây cũng là yếu tố sống còn đối với bộ máy chính trị Nga và cá nhân ông. Putin sẽ không trao quyền lực cho bất kỳ ai trước khi giải quyết xong vấn đề này và được cộng đồng quốc tế hoàn toàn công nhận. Ông không thể từ bỏ quyền lực cho đến khi có một giải pháp cuối cùng, giải pháp tối ưu nhất được cả thế giới công nhận. Nếu vấn đề Ukraine không được giải quyết xong trong nhiệm kỳ của Putin, thì người kế nhiệm của ông rất có thể sẽ biến nó thành mớ hỗn độn vì thiếu kinh nghiệm. Hiện nay, không ai trong bộ máy chính trị của Putin giỏi giải quyết vấn đề hơn ông. Tổng thống Nga biết điều này và sẽ gánh vác mọi trách nhiệm cho đến khi giải quyết xong vấn đề Ukraine. Sự thật thứ ba đó là Putin sẽ không từ chức vào đầu tháng 9 vừa qua, một nữ sinh ở Tuva đã hỏi Tổng thống Nga rằng ông sẽ dành những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời mình như thế nào nếu là một người bình thường khi không còn là tổng thống. Putin nhanh chóng trả lời một cách ngắn gọn và rõ ràng: "Bây giờ tôi không dám nghĩ về điều đó." Đây là thông điệp quan trọng nhất của ông trong khoảng thời gian gần đây đối với cả người Nga và người nước ngoài. Putin đang ngầm gửi thông điệp đến các đối thủ rằng nếu có kế hoạch gì tương lai, hãy cứ tiến hành nó, nhưng phải tính đến việc tôi vẫn là ông chủ của Điện Kremlin. Với thông điệp này, tổng thống Nga đã chấm dứt ảo vọng của nhiều chính trị gia phương Tây và thậm chí là các nhà hoạt động đối lập ở Nga. Những người đã mơ mộng và tự lừa dối mình bằng tuyên bố, nếu có Putin thì sẽ có vấn đề, nếu không có Putin thì không có vấn đề gì cả. Xin chia buồn vì Putin sẽ không đi đâu cả, ông ấy sẽ vẫn tại vị trong nhiều năm nữa. Giờ chúng ta sẽ đến với sự thật thứ tư. Hiện nay sau hơn 2 năm mối đe dọa hạt nhân treo lơ lửng trên đầu cả nhân loại, thế giới đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thực sự về vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc liệu các cuộc đàm phán có thành công hay không. Chính trị gia phương Tây nghiêm túc nhất và là người thực sự hiểu được hậu quả của chiến tranh hạt nhân là Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đáng buồn thay, ông sẽ ra đi sau vài tháng nữa. Cả Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều không có đủ uy tín về chính sách đối ngoại để nắm bắt được tầm quan trọng của vấn đề này và những nguy cơ liên quan. Sự thật thứ năm, những năm tháng xung đột ở Ukraine, các lệnh trừng phạt tàn khốc và sự chuyển đổi triệt để của các động lực thúc đẩy nền kinh tế Nga đã chứng minh rằng đây là lúc từ bỏ những quan niệm cũ từng được nhà tư tưởng người Mỹ cốc Ba Lan Zbigniew Brzezinski gieo rắc rằng sự vĩ đại của Nga nằm ở sự thống nhất với Ukraine. Nếu Kiev bị tách khỏi phạm vi ảnh hưởng của Moscow, vị thế cường quốc của Nga sẽ chấm dứt. Nhưng đó là câu chuyện của thời kỳ đầu hậu Xô Viết. Ngày nay rõ ràng là vị thế của Nga trên thế giới được đảm bảo Bất kể mức độ gần gũi với bất kỳ quốc gia hay nhóm quốc gia nào có thay đổi ra sao, vấn đề ở đây là phương Tây phải giải phóng mình, cố gắng thoát khỏi thói quen tư duy duy ý chí, hay nói dễ hiểu hơn là ngừng tư duy theo kiểu ếch ngồi đáy giếng. Chỉ khi nào thoát khỏi đáy giếng, người ta mới nghĩ đến việc bình thường hóa quá trình phát triển và đánh giá đúng các rủi ro và cơ hội cơ bản. Nga vẫn sẽ là một cường quốc quan trọng kể cả khi mức độ hội nhập với thế giới của họ bị suy giảm. Sự vĩ đại của một quốc gia được đo bằng mức độ hạnh phúc và cơ hội phát triển của công dân. Mọi tầng lớp quần chúng cần được tham gia kiến tạo và hưởng thụ những thành tựu trong mọi lĩnh vực, bao gồm y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ. Tiếp đến là sự thật thứ 6. Nói về nền kinh tế Nga, chúng ta nên ghi nhớ một chi tiết đơn giản. Ngân sách liên bang đệ trình lên Duma, quốc gia, tức quốc hội Nga, dựa trên giá dầu là 60 đô la Mỹ một thùng, theo dự báo, giá dầu trung bình vào năm 2025 sẽ là 69 đô la một thùng. Dự báo này được đưa ra một cách kiên định, thực tế và tính toán tỉnh táo ở mức độ rất cao của chính phủ Mikhail Mishustin. Nền kinh tế Nga dự kiến sẽ vẫn trong tầm kiểm soát và tốc độ phát triển sẽ đủ để đáp ứng những thách thức mà Moscow phải đối mặt. Những khó khăn về mặt cấu trúc và công nghệ sẽ không phải vấn đề mang tính quyết định vào năm 2025. Với tình hình phát triển công nghiệp hiện nay của Nga, duy trì ngân sách cân bằng và ổn định tiền tệ mới là yếu tố then chốt. Sự thật thứ bảy, cuộc xung đột với Ukraine ngày nay cho thấy mục tiêu chính của quân đội Nga trên bộ là tiến tới biên giới hành chính của các vùng Donetsk và Lugansk. Khi liệt kê các mục tiêu của mình, Tổng thống Putin thường xuyên nhấn mạnh việc giải phóng các vùng Donetsk và Lugansk và Novorossiya. Theo các dữ kiện lịch sử, Novorossiya là một phần của các vùng Kherson và Zaporizhia. Vấn đề chính ở đây là Nga cần kết nối đất liền với bán đảo Crimea. Nếu như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng chiến dịch quân sự đặc biệt đã hoàn thành và mục tiêu chính sớm đã đạt được. Sự thật thứ 8 Trong những tháng gần đây, đã có sự thay đổi rõ ràng trong đánh giá của giới lãnh đạo Nga về bản chất của nhà nước Ukraine. Đây là điểm khác biệt lớn so với tháng 2 năm 2022. Theo đó, Moscow thừa nhận rằng một tỷ lệ lớn người Ukraine đã bỏ phiếu, công nhận tính hợp pháp của chính phủ hiện tại họ đồng thời coi mình là người ukraine và không muốn thấy tương lai của mình mang hộ chiếu nga chính vì vậy điện kremlin hoàn toàn công nhận nhà nước ukraine vì vậy khi phương tây tuyên bố moscow muốn phá hủy nhà nước ukraine thì điểm này rõ ràng là không hợp lý khi xét đến thực tế ngày nay hơn nữa chính tuyên bố đó đã trở thành cái cớ để các chính trị gia phương tây tố cáo nga sẽ tiến xa hơn vào lãnh thổ các nước châu âu đầu tiên là vào ba lan và các nước baltic sau khi thôn tính chính quyền ukraine sự thật thứ 9 Nói về các cuộc đàm phán hòa bình, phương Tây không đề cập đến tính hợp pháp của chữ ký mà Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể đứng ra ký trong các văn bản hòa đàm. Họ bao biện rằng tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky là hiển nhiên vì ông đang bay khắp thế giới với kế hoạch hòa bình của mình. Tuy nhiên, phía Nga rất tỉnh táo. Họ liên tục nhắc nhở các đối tác phương Tây rằng Tổng thống Putin không phải là kẻ ngốc. Ông biết rõ tòa án hiến pháp Ukraine hoàn toàn có thể lật lọng bằng cách phán quyết ông zelensky đã không gia hạn đúng cách các giấy tờ cá nhân và do đó chữ ký của ông trên các văn bản đàm phán là không hợp lệ nga đã bị lừa dối bị những thủ đoạn hèn hạ qua mặt không ít lần họ không muốn để điều đó tiếp tục xảy ra thêm nữa mức độ tin tưởng lẫn nhau đã gần như chạm đáy nhưng nga vẫn kiên nhẫn đưa ra một yêu cầu cuối cùng đó là ukraine cần có một tổng thống đủ năng lực pháp lý để tiến hành đàm phán và hướng đến hòa bình lâu dài ít ngày trước, tổng thống Putin cũng bày tỏ hy vọng phương Tây sẽ lắng nghe những cảnh báo của ông về hậu quả của việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ nước này. Đây là một phát biểu mang tính thiện chí đồng thời cũng là lời cảnh báo về những viễn cảnh tồi tệ hơn. Tổng thống Nga nhấn mạnh về mặt kỹ thuật những cuộc tấn công như vậy chỉ có thể được thực hiện bởi quân đội các nước tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, không phải bởi Ukraine, vì Ukraine không thể tự thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào sâu trong lãnh thổ Nga nên câu hỏi thực sự là NATO có cho phép mình tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không. Ông Putin cảnh báo, chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng, nhưng phản ứng như thế nào, khi nào, cụ thể ở đâu thì vẫn còn quá sớm để tiết lộ. Tất nhiên cơ quan quân sự của chúng tôi đang cân nhắc và sẽ đưa ra nhiều phương án ứng phó khác nhau. Trước đó tổng thống Nga tuyên bố rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ đồng nghĩa với việc phương Tây trực tiếp tham gia cuộc xung đột, dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Moscow và NATO cuối cùng là sự thật thứ 10. Dường như vấn đề về một trật tự quốc tế mới mang lại an ninh bình đẳng cho các quốc gia ngày nay trở nên tương đối quan trọng đối với đa số các quốc gia trên thế giới, cả ở phương Tây và phương Đông. Câu hỏi chính là liệu có thể xây dựng được một khuôn khổ pháp lý quốc tế mới cho sự chung sống hòa bình hay không. Hãy nhớ rằng hội nghị hòa bình Versailles và Yalta, Potsdam được sinh ra trên đống đổ nát của những thảm họa do chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Tình hình hiện nay đã khác nhưng hy vọng nhân loại đã học được điều gì đó